Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trọng trúng số đỏ tập thời vui ra. Trong các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng là người thân với ông Tập Cận Bình hàng đầu. Và ông Trọng cũng thực hiện những chính sách của ông Tập Cận Bình ban ra nhiều nhất. Ví dụ như luật an ninh mạng được Trung Quốc ban ra thì không lâu sau Việt Nam cũng áp dụng, hay kế sách thanh trừng nội bộ của Tập Cận Bình thực hiện với tên gọi là chiến dịch đà hồi diệt chuột thì không lâu sau ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện nó với cái tên khác, với tên gọi là đốt lò. Có thể nói không ngoa rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người học trò xuất sắc của ông Tập Cận Bình. Có một người mà triển khai tốt cũng luật những chính sách, những kế sách của Trung Quốc ở Việt Nam thì chính điều đó sẽ đưa bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến gần sát với Trung Quốc hơn. Ngoài ra, rất nhiều các đoàn cán bộ liên tục được cử sang Trung Quốc học, và chính những người này sẽ giúp Trung Quốc tác động vào nội tình Việt Nam. Đây là hình ảnh Đại hội 13 chưa xong, tiếp Tập Kinh Bình đã vội vã chúc mừng. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người có nhiều chuyến thăm Trung Quốc nhất. Nhiệm kỳ 1 và nhiệm kỳ 2 của Nguyễn Phú Trọng đều sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình. Điều đặc biệt là trong năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tập Cận Bình 27 văn kiện bí mật. Trung Quốc luôn có tham vọng lôi kéo Việt Nam và nhiều nước độc tài khác vào vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Ông Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông Tập Cận Bình rất hài lòng. Thực ra, chuyện ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn là Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3 đã có từ cuộc họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 9 tháng 1 năm 2021. Bất chấp sức khỏe rất yếu kém, bất chấp tuổi tác cao và bất chấp đã quá hai nhiệm kỳ mà ông Trọng vượt qua hết, thì có ý kiến cho rằng ông Trọng được hậu thuẫn từ Bắc Kinh rất mạnh. Vào ngày 9 tháng 1 đã có kết quả thật, tuy nhiên lúc đó là tin tức chưa chính thức. Và đợi đến khi đại hội vừa công bố thì ông Tập Cận Bình đã gọi điện sang chúc mừng sớm nhất. Lời dặn dò của ông Tập Cận Bình theo lịch thì ngày 2 tháng 2 mới bế mạc. Tuy nhiên, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đã đạt được tham vọng thì ông đã vội kết thúc sớm một ngày, vì bản thân đã có chiến thắng thì những hình thức sau đó không có giá trị với ông nữa. Vào ngày 1 tháng 2 bế mạc, tuy nhiên vào ngày bế mạc chỉ là ngày cuối cùng chứ đại hội vẫn còn. Ấy vậy mà ông Tập Cận Bình đã vội gửi điện chúc mừng tới ông Nguyễn Phú Trọng ngay khi ông Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Trong bức điện ấy, ông Tập Cận Bình không quên nhấn mạnh về sự cần thiết của mối quan hệ song phương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống của hai quốc gia cộng sản láng giềng. Đây được xem như lời nhắc nhở ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì trong nhiệm kỳ qua sắp tới. Được biết, trong thông điệp gửi vào hôm 31 tháng 1 được China Daily trích dẫn, ông Tập Cận Bình cũng là Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng ông vui mừng khi biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn để tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng được tái cử vào hôm 31 tháng 1 trong ngày làm việc áp chót của Đại hội Đảng lần thứ 13, bị rút ngắn vì sự bùng phát mới của đại dịch viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng và trở thành vị Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản 3 nhiệm kỳ liên tiếp, mặc dù sức khỏe hết sức yếu kém. Nói thẳng ra, nguyên Tập Cận Bình đã quá sốt sắng hỏi thăm về tình hình bầu bán ở Đại hội 13. Ông Tập đã cho công bố thông điệp trên China Daily trước và sau ngày hôm sau đã gửi điện chúc mừng đến cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình nhắc nhở ông Nguyễn Phú Trọng về tình hữu nghị. Ảnh hưởng đến người đứng đầu đảng rất quan trọng. Để gây ảnh hưởng lên nước nào thì mục tiêu lớn nhất của ông Tập Cận Bình là phải ảnh hưởng đến người đứng đầu của đảng. Thời ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào cũng đã gây ảnh hưởng đến ông Nông Đức Mạnh. Tuy nhiên thời đó, ông Nông Đức Mạnh bị lép vế trước ông Nguyễn Tân Dũng, nên việc triển khai chính sách của Trung Quốc tại Việt Nam còn rất hạn chế. Ông Nông Đức Mạnh không thể kiểm soát chính phủ bằng chủ trương vì đã để cho Nguyễn Tân Dũng qua mặt tự tung tự tác. Lần này, ông Tập Cận Bình gây ảnh hưởng lên ông Nguyễn Phú Trọng thành công hơn, bởi ông Nguyễn Phú Trọng đang là người có quyền lực mạnh nhất hiện nay. Một lý do khác để giải thích về việc ở lại nhiệm kỳ 3 của Nguyễn Phú Trọng. Có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng vốn có vấn đề rất nghiêm trọng về sức khỏe, với bệnh cao huyết áp và di chứng của bệnh đột quỵ vẫn còn. Kèm theo đó là tuổi tác đã rất cao, thì việc ngồi lại thực hiện nhiệm vụ của một Tổng Bí thư là quá nặng nề đối với một con người có tình trạng sức khỏe tồi tệ như vậy. Với lại, ông Nguyễn Phú Trọng cũng ngồi ghế Tổng Bí thư đã hai nhiệm kỳ, cũng đã no nề danh hiệu và nếm đủ những vinh quang của một con người nắm quyền lực vô đối trong tay. Vì vậy, đã đến lúc ông muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên,
có lẽ ông không phải ở lại vì không được phép nghỉ, bởi vì Bắc Kinh cần ông. Quan điểm này là một nhận xét không phải là không có lý, tuy nhiên để khẳng định thì không thể khẳng định, bằng chứng chưa đủ mạnh. Thực tế, những chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, nó đòi hỏi phải duy trì người lãnh đạo đất nước nhỏ, làm sao có lợi về lâu về dài cho Trung Quốc để trục Tập Cận Bình thuận tiện triển khai các chính sách đối ngoại khu vực. Cũng giống như ông Tập, ông Trọng kiêm hai chức vụ quan trọng nhất của đất nước, đó là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời vào năm 2018. Cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng được truyền thông Việt Nam gọi là đốt lò, cũng được ví như chiến dịch đà hổ diệt ruồi của ông Tập ở Trung Quốc, khi nhiều quan chức và lãnh đạo bị truy tố cũng như bị kết án tù vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Theo tờ báo China Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì ông Tập Cận Bình nói trong điện chúc mừng rằng với tư cách là hai nước láng giềng thân thiện, Trung Quốc và Việt Nam là một cộng đồng chia sẻ tầm quan trọng chiến lược trong tương lai. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng làm thêm nhiệm kỳ thứ 3 là vì nhiệm vụ này thay vì tham quyền cố vị. Điện mừng cho biết ông Tập Cận Bình trân trọng mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước và sẵn sàng cùng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường liên lạc chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước, hướng tới lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp hòa bình, hợp tác cùng có lợi trong khu vực và trên thế giới. Đấy được xem như lời căn dặn của ông Tập Cận Bình với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong văn bản mang tính ngoại giao luôn ẩn chứa ẩn ý, đặc biệt là mối quan hệ bất cân xứng giữa Việt Nam và Trung Quốc như hiện nay. Mối quan hệ giữa Nguyễn Phú Trọng là đồng cấp hay không đồng cấp cũng là câu hỏi được đặt ra. Theo tờ China Daily nhận định, thì hai nhà lãnh đạo đã có những quan hệ thân thiết trong những năm gần đây. Ông Tập Cận Bình vào năm ngoái đã nói chuyện với ông Nguyễn Phú Trọng hai lần qua điện thoại và cũng đã gửi điện chia buồn với ông Trọng về việc ông Lê Khả Phiêu, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đời vào tháng 8 năm 2020. Trong chuyến thăm tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017, ông Tập Cận Bình đã cùng Nguyễn Phú Trọng đón và cùng ký 12 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trước đó là vào tháng 1 cùng năm, ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc thăm ông Tập Cận Bình và hai bên ký 15 văn kiện hợp tác giữa hai đảng và hai nhà nước. Tất cả đều là văn kiện bí mật. Kể từ đó, hai nhà lãnh đạo của đảng của hai quốc gia cộng sản có mối quan hệ được cho là môi hở răng lạnh, trong lúc vẫn có những xung đột về quyền lãnh thổ trên Biển Đông, thường trao đổi thư qua các dịp năm mới hoặc âm lịch truyền thống. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng có chuyến thăm tới Bắc Kinh ngay sau khi được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2011 và được tiếp đón bởi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc đó là Hồ Cẩm Đào. Và vào năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng lại sang thăm Trung Quốc. Tại lần này, ông Tập Cận Bình đón tiếp ông Trọng. Như vậy, nhiệm kỳ 1, ông Trọng thăm Trung Quốc 2 lần và nhiệm kỳ 2, ông Nguyễn Phú Trọng cũng thăm Trung Quốc 2 lần. Trong 4 lần sang Trung Quốc thì đến lần 3 lần do Tập Cận Bình tiếp đón ông. Trên hình ảnh ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng tuy đồng cấp nhưng ông Tập có vẻ cao lớn hơn ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Trên danh nghĩa thì mối quan hệ giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình là đồng cấp. Tuy nhiên mối quan hệ đó ai cũng thấy là bất bình đẳng. Điều bất bình đẳng mà ai cũng thấy đó là Trung Quốc luôn tìm mọi cách ức hiếp Việt Nam trên Biển Đông, nhưng Việt Nam lại không dám lên tiếng, đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng. Nhìn đó có thể thấy thế của ông Tập Cận Bình là quan thầy, còn thế của Nguyễn Phú Trọng là chư hầu. Và cũng có khả năng đưa ra là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được hậu thuẫn cầm quyền suốt đời. Ông Nguyễn Phú Trọng có một tầm quan trọng to lớn đối với Tập Cận Bình, cũng chưa có ông Tổng Bí thư nào mà ký nhiều văn bản bí mật với Trung Quốc như ông Nguyễn Phú Trọng, đến 27 văn kiện. Phải mất một khoảng thời gian dài để thực hiện những cam kết như vậy. Văn kiện ký kết giữa hai nhà nước và hai đảng là những văn kiện quan trọng. Nó đề cập đến những vấn đề có tính chiến lược lâu dài. Và người thực thi những cam kết đó tốt nhất không ai bằng người đã ký. Đó là lý do ông Tập Cận Bình muốn người lãnh đạo Việt Nam phải là ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu như giả thiết cái công việc ông Nguyễn Phú Trọng ở lại nhiệm kỳ 3 là vì áp lực từ Bắc Kinh, thì ông Trọng sẽ cầm quyền đến suốt đời là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì rõ ràng hiện nay chưa xuất hiện cá nhân nào có thể thay thế được Nguyễn Phú Trọng trong vấn đề kết nối với Trung Quốc, và đặc biệt chưa đủ uy tín mà ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng có thể trao lại quyền. Đây là hình ảnh liệu có phải chính ông Tập Cận Bình đã dán dính chiếc ghế vào lưng ông Trọng hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện chiến lược của ông Tập Cận Bình tại Việt Nam là một cái lợi cho Nguyễn Phú Trọng và cho cả ông Tập. Bởi nhiều người Việt Nam không muốn ông Trọng đưa Việt Nam tiến quá gần với Trung Quốc,
Tuy nhiên, nhờ chiến dịch đốt lò mà Nguyễn Phú Trọng đã làm người dân mừng và quên rằng ông đang đưa Việt Nam lún sâu vào tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng kế sách đảo diệt ruồi bóng Tập Cận Bình đã trao cho Nguyễn Phú Trọng thực thi tại Việt Nam với cái tên đốt lò là mũi tên lợi hại. Ông Tập đã giúp ông Trọng tăng uy tín với người dân, đồng thời giúp ông Trọng tạo được thế độc tôn tại Việt Nam nhằm giành tay thực hiện những cam kết đã ký với Trung Quốc. Mong rằng giả thuyết đó là không đúng, chứ nếu đúng như vậy thì tương lai của Việt Nam không hề tốt đẹp gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 với bản tin Trọng trúng số đỏ, Tập thời vui ra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.